Bí ẩn về gia tộc giàu có nhất thế giới, Rothschild. Rothschild là một gia tộc gốc Do Thái. Người đầu tiên được biết tới với họ Rothschild là Isaac Echanan Rothschild. Tuy nhiên, người có công đưa cái tên Rothschild nổi danh thế giới phải kể đến là Meyer Amstel Rothschild, cháu của Isaac Echanan Rothschild. Meyer Amstel Rothschild sinh năm 1744, mất năm 1812, sinh ra trong một xóm nghèo mang tên Phố Do Thái, khu dân cư nổi tiếng ở Đức, cũng như toàn châu Âu. Ông sống trong một ngôi nhà với 30 người họ hàng khác, với điều kiện hết sức chật hẹp và tù túng. Hơn nữa, vào thời điểm đó, địa vị xã hội của người Do Thái ở Frankfurt luôn được coi là thấp kém, thường bị khinh rẻ. Người Do Thái không thể đi ra ngoài vào ban đêm, Chủ nhật và các ngày lễ, họ bị cấm đến các công viên công cộng hoặc quán cà phê. Chính hoàn cảnh khó khăn đó đã thôi thúc và tạo động lực cho Meyer khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tài chính. Ban đầu ông khởi nghiệp bằng việc trao đổi tiền tệ giữa các nước thuộc châu Âu, chuyên phục vụ tầng lớp giàu có, bao gồm cả các hoàng tử và công chúa. Khi doanh nghiệp trở nên lớn mạnh và muốn mở rộng, ông cử 5 người con trai của mình đi nằm vùng tại 5 trung tâm tài chính của châu Âu. Trong đó, Nathan là con trai thứ 3 và cũng là người gan dạ, thông minh nhất trong số 5 anh em trong gia tộc Rothschild đã được cử đến Anh để khai phá lĩnh vực ngân hàng của dòng họ. Nathan cũng chính là người sau này làm nên lịch sử cho gia tộc Rothschild. Ông đã khôn khéo nhìn thấu tình hình chiến thắng của quân Anh trong trận chiến Napoleon năm 1803 đến năm 1815 và sau đó đưa ra quyết định được cho là táo bạo nhất trong lịch sử phát triển tài chính kinh tế, đó là thâu tóm toàn bộ thị trường trái phiếu của chính phủ Anh, thứ mà được đánh giá là quá đắt trong thời điểm lúc bấy giờ. Sau 2 năm, gia tộc Rothschild bán lại những trái phiếu này khi giá trị lên tới đỉnh vào năm 1817 và nhận được một khoản tiền lời siêu khổng lồ vào thời điểm đó. Gần như đồng thời trong một khoảng thời gian ngắn, 5 anh em người Do Thái đã gây dựng được 5 nhà băng Rothschild tại 5 trung tâm tài chính tiền tệ lớn nhất châu Âu lúc đó là Frankfurt của Đức, London của Anh, Paris của Pháp, Viên của Áo và Napoli của Italia. 5 ngân hàng này hoàn toàn độc lập với nhau nhưng lại hoạt động liên kết rất chặt chẽ, tạo thành một hệ thống tài chính ngân hàng đặc biệt, có thể chi phối thị trường tài chính và ảnh hưởng lớn đến kinh tế châu Âu thời đó. Ngoài ngân hàng, nhà Rothschild còn tham gia đầu tư vào ngành đường sắt và một số công ty công nghiệp khác. Những thế hệ nhà Rothschild sau này tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang cả sản xuất rượu vang, bất động sản, khai khoáng dầu. Sự giàu có và nổi tiếng của gia tộc Rothschild là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, cho đến tận ngày hôm nay, không có bất cứ tài liệu nào ghi lại hay tính toán được chính xác khối tài sản của gia tộc này. Một số thông tin không chính thức cho biết, gia đình này nắm giữ khối tài sản trị giá 400 tỷ đô la trải khắp trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng con số này quá nhỏ so với thực tế và họ phán đoán nhà Rothschild nắm giữ khối tài sản lên tới 1.000 tỷ đô la. Thực tế, danh sách 10 gia tộc giàu có nhất thế giới năm 2018 của Bloomberg Billionaire Index cũng không gọi tên nhà Rothschild. Tuy nhiên, Bloomberg thừa nhận rằng những gia tộc được đưa vào bảng xếp hạng có thể không phải là giàu nhất. Sự giàu có của nhiều gia tộc như Rothschild hay Rockefeller quá đa dạng và khuếch tán nên là ngoại hạng, không thể đo đếm được chính xác. Tài sản của gia đình đã được chia cho con cháu và những người thừa kế trong những năm qua. Ngày nay, cổ phần của Rothschild trải dài trong một số ngành bao gồm dịch vụ tài chính, bất động sản, khai thác mỏ, năng lượng và công việc từ thiện. Gia đình này cũng sở hữu hơn 10 nhà máy rượu vang trên khắp thế giới. Phương châm kinh doanh của gia tộc này là hài hòa, toàn vẹn và công nghiệp. Những hậu duệ của gia tộc Rothschild cho đến hiện nay vẫn đang tiếp tục thành công và giàu có. Mặc dù họ không phải là cái tên được quá nhiều người biết đến, nhưng có một điều chắc chắn là Rothschild là một trong những gia tộc giàu và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Nếu không có họ, bộ mặt của nước Anh, châu Âu đã có thể rất khác.